Thơm mềm dẻo, chín đều, thơm ngon, chất lượng được đảm bảo đồng đều với số lượng lớn, lại còn nấu hấp được nhiều loại thực phẩm khác nhau. Nếu bạn đang tìm kiếm tủ nấu cơm công nghiệp có mức chi phí vừa phải mà vẫn đảm bảo hiệu quả cho cơ sở chế biến của mình thì đừng bỏ qua video này nhé. Xin chào mọi người, trong video ngày hôm nay thì Hường sẽ giới thiệu cho các bạn tủ nấu cơm 6 khay dùng điện và ga inox 201 của New Sun. Đây là một dòng tủ cực kỳ hot bởi có thể sử dụng được cả hai loại nhiên liệu, đó là điện và ga, là một giải pháp hiệu quả đối với các cơ sở chế biến có nguồn điện không ổn định hoặc là cần phải di chuyển nhiều. Rồi, không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa, chúng ta bắt đầu ngay nhé. Nấu cơm nhưng thiết bị có thể nấu hấp đa năng giò chả, gà vịt, hải sản, rau củ, bánh bao với các mức năng suất khác nhau. Sau khoảng từ 45 tới 60 phút là tủ đã nấu xong một mẻ cơm, khoảng 144 suất ăn. Sở hữu mức năng suất này thì tủ cực kỳ được yêu thích trong các cơ sở chế biến có quy mô nhỏ, sản xuất một số lượng không quá lớn. Và nếu như các bạn sử dụng tủ để nấu cơm rượu thì chúng ta có thể nấu tối đa lên tới 5kg gạo mỗi khay. Còn nếu như mà các bạn mong muốn chất lượng cơm của mình thơm ngon, mềm dẻo đồng đều cho cơ sở chế biến và cung cấp các suất ăn thì có thể nấu 3,5kg gạo mỗi khay để đảm bảo chất lượng. Vừa nấu vừa hấp được nên tủ có hai loại khay là khay phẳng và khay lỗ. Khoảng cách giữa các rãnh đỡ khay là 8cm, phù hợp với nhiều loại nguyên liệu và đảm bảo hơi nhiệt lan tỏa đều trong tủ, nhờ vậy mà thành phẩm chín thơm, ngon. Niềm cộng lớn nhất khiến chiếc tủ này cực kỳ được yêu thích bởi vì có thể sử dụng được cả hai nguồn nhiên liệu, đó là điện và ga. Trong trường hợp mà chúng ta cần sử dụng để nấu cơm, nấu cỗ, để làm đám cần phải di chuyển nhiều hoặc là nguồn điện trong cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh của các bạn không ổn định thì chúng ta sẽ dùng ga. Việc sử dụng ga cực kỳ dễ dàng với núm ga tương tự như bếp ga gia đình được thiết kế ngay phía dưới tủ. Còn nếu cần điều chỉnh nhiệt độ và thời gian chính xác để tủ tự động vận hành hoàn toàn thì chúng ta có thể sử dụng loại nhiên liệu điện. Điều khiển điện thông qua chiếc tủ điều khiển điện roi được trang bị cho tủ nấu cơm với đầy đủ chức năng. Chế độ cài đặt thời gian có thể hẹn giờ nấu hấp cho nhiều loại nguyên liệu. Với chế độ này thì tủ vận hành hoàn toàn tự động, hết giờ còi báo hiệu của tủ báo động để bạn kiểm tra và ngắt nguồn, vô cùng tiện lợi phải không nào? Chế độ cài đặt nhiệt độ để điều chỉnh mức nhiệt nấu hấp khác nhau, vừa đảm bảo nhiệt độ phù hợp để hấp các loại thực phẩm cần chính xác về mức nhiệt như giò chả, xúc xích, gà vịt, vừa giúp tiết kiệm điện hiệu quả. Để chất lượng cơm đạt chuẩn thì hệ gia nhiệt vô cùng quan trọng. Toàn bộ ống nhiệt và thanh nhiệt đều được làm từ inox cao gấp 304, gia nhiệt nhanh chóng, tăng tốc độ đun sôi nước gấp 5 lần chỉ với từ 7 tới 10 phút, nước trong khoang tủ đã có thể đạt nhiệt độ lên tới 100 độ C. Nếu sử dụng ga thì bạn sẽ ngắt hoàn toàn nguồn điện và chỉ kết nối với nguồn cấp ga để tủ hoạt động. Trong quá trình nấu hấp thì tủ liên tục được cấp nước bằng phao cấp nước tự động, phao có vai trò duy trì mực nước trong tủ luôn ổn định. Điểm cộng lớn thứ hai đến từ chất liệu của chiếc tủ này và được làm từ inox 201 nhưng vẫn đảm bảo độ dày dặn và chắc chắn, mang lại hiệu quả vận hành cao nhưng lại có giá thành mềm hơn so với dòng tủ nấu cơm làm từ inox 304. Và nếu như các bạn sử dụng vệ sinh đúng cách sau mỗi lần dùng thì tủ cũng sẽ luôn giữ vẻ ngoài sáng bóng đẹp mắt, không lo han gì của thời gian và cũng không thường xuyên xảy ra hỏng hóc. Tủ nấu cơm New Sun còn có thành tủ khá dày gồm 3 lớp, 2 lớp inox dày bên ngoài và lớp phòng cách nhiệt ở giữa, có khả năng giữ và cách nhiệt cực kỳ tốt. Do đó sẽ tiết kiệm một lượng tiêu thụ nhiên liệu đáng kể cho thiết bị. Ở phần tiếp giáp giữa cánh và thân tủ có một lớp gioăng cao su, nhờ có lớp gioăng mà tủ được đóng kín, không gây ra thất thoát nhiệt phía trong khi sử dụng. Tay nắm cửa tủ được thiết kế dạng kéo an toàn, các bạn thấy khi đóng rất dễ dàng, nhẹ và chắc chắn. Điều này giúp nhiệt nóng không bị xỉ ra bất ngờ khi mở gây nguy hiểm cho người dùng. Hơn nữa được bao bọc bởi lớp nhựa cứng nên chúng ta hoàn toàn yên tâm không sợ bị bỏng. Ngay bên trên cánh cửa tủ có đồng hồ báo nhiệt để kiểm soát nhiệt độ nấu hấp chính xác. Từ đó chúng ta có thể điều chỉnh mức nhiệt nấu hấp phù hợp một cách dễ dàng. Đằng sau tủ thì được trang bị hệ thống van xả áp tự động giúp thoát bớt hơi nóng khi áp suất trong tủ tăng cao, đảm bảo đem lại hiệu quả hoạt động cao nhất và an toàn khi vận hành. Đặc biệt tủ còn được thiết kế van xả nước giúp bạn xả hết nước trong khoang chứa một cách dễ dàng khi muốn vệ sinh, lau chùi tủ.
Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá cách vận hành của tủ nấu cơm 6 khay dùng điện và ga inox 201 của Nissan nhé. Bước 1, cho gạo đã vo sẵn hoặc thực phẩm đã sơ chế vào các khay và xếp khay vào tủ. Bước 2, kiểm tra nguồn nước cho tủ. Bước 3, đóng cửa tủ. Bạn cần đảm bảo tủ đã được đóng kỹ và nguồn cấp nước luôn mở và không bị kẹt. Bước 4, kết nối nguồn cấp ga hoặc điện cho tủ, tiến hành nấu cơm. Bước 5, bật bếp ga hoặc bật nguồn điện, điều chỉnh mức nhiệt phù hợp. Nếu dùng ga thì bạn điều chỉnh đúng vặn ga to nhỏ như bếp ga gia đình. Còn nếu dùng điện thì bạn cài đặt nhiệt độ, hẹn giờ nấu hấp linh hoạt thông qua tủ điều khiển. Bước 6, mở tủ lấy thành phẩm. Khi cơm đã chín, bạn tắt ga hoặc ngắt nguồn điện, cho khoảng từ 10 tới 15 phút nữa cho áp lực trong tủ giảm xuống rồi mới mở tủ và lấy các khay cơm ra ngoài. Như vậy thì tủ nấu cơm 6 khay dùng điện và ga inox 201 của Nissan vừa mang lại hiệu quả mà còn tối ưu cả về mặt chi phí, bởi được làm từ chất liệu inox 201 thì sẽ có giá thành mềm hơn so với dòng tủ làm từ inox 304. Và các bạn đừng quên, khi đặt mua sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp của Nissan thì chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 500.000 đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí vận chuyển 10 km tại các chi nhánh cửa hàng điện máy Nissan trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Để đáp ứng đa dạng nhu cầu cho khách hàng, Nissan cung cấp cả tủ nấu cơm công nghiệp làm từ chất liệu inox 304. Cả hai dòng tủ nấu cơm inox 201 và inox 304 đều đầy đủ các model 4, 6, 8, 10, 12 và 24 khay. Để được tư vấn và báo giá nhận mua sản phẩm thì các bạn hãy để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này nhé, hoặc là liên hệ tới số máy hotline của điện máy Nissan 0777 555 155 hoặc 0788 555 155. Ngoài ra thì hãy truy cập vào website dienmayneusan.com hoặc dienmaythucpham.com để tìm hiểu thêm về các sản phẩm khác. Cảm ơn mọi người rất nhiều và nhớ nhấn like, subscribe và nhấn chuông thông báo để các bạn là người đầu tiên theo dõi được những video mới nhất tại điện máy Nissan. Cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.